Mong sư chỉ dạy cho con bằng cách nào để giải thích về luân hồi cho một người vô thần tinh. Xin thưa, là người vô thần á, thì quý vị không cần phải giải thích về luân hồi cho họ làm chi. Mà quý vị nói như thế này có thể nó sẽ dễ dàng hơn nè. Là anh á, hoặc chị á, có đồng ý một chuyện này hay không, là dù cho việc luân hồi là có hay không có, thì chúng ta sống một đời sống biết yêu thương, biết chia sẻ thì vẫn là tốt hơn. Dù luân hồi là có hay không có, chúng ta sống một đời sống biết tôn trọng sức khỏe và tánh mạng của chúng sanh khác, biết tôn trọng tài sản của người khác, biết tôn trọng sự chung thủy, biết tôn trọng sự thật, biết tôn trọng trí tuệ thì vẫn tốt hơn. Dù có luân hồi hay không luân hồi, anh hoặc chị có đồng ý điều này hay không? Nếu đồng ý thì chúng ta làm thôi. Còn sự kiện luân hồi thì anh hoặc chị không tin thì để qua một bên. Có những cách khéo léo như vậy. Chúng ta không cần phải ép một người phải tin cái mà họ không muốn tin.